mấy con mấy món người con nào thì cái máy tính bảng, cái bảng điện tử qua đây ha, dịch này dịch mới không phải như mấy cái máy mấy chục ngàn la la la, hôm nay mình bán 100.000 cái mới tin luôn. Có cái biết đây ha, ở đây nó có viên pin nhỏ, pin xe của xe, pin tròn tròn, pin thay remote xe ha. Đây cái tướng của nó nè, cỡ gàng tay ha, ở đây cỡ nửa gàng. Rồi xé nè, cho mấy bé tô vẽ rồi ha. Ok nha. Bạn này bán 100.000 cái nhé. Có công tắc dưới đây nha mọi người. Không xài mà nhà công tắc này. Công tắc. Bán 100.000 cái nha. Còn vài cái. Mấy mua mình cho bé chơi nha. Rồi cái cục này. Cục này là cục cảnh báo quá nhiệt của xanh qua nè mọi người. Mình bán 250. Mã của nó là xanh qua nè. KBDB1 nè ha. Cảnh báo quá nhiệt vậy. Đây nó có hai pin vậy. Chắc nằm trong đây quá. Hai pin R44 ha. Đây. Đây cái quỳ quá nhiệt nè. Thiết bị cảnh báo điện áp nè ha. Mọi người cứ sạc lên nè. Xanh qua KDB10 ha. Rồi. Đây nó bán là 1.600.000 mấy ha. Điện áp, cảnh báo điện áp từ 60V đến 600V nè ha. Rồi. Rồi cái bơm mở ở đây nè. Đó, đây nó bán cũng 179 đô ha. Thì mình nó còn bơm mở 250 ha. Đó cái bơm mở. Nói chung là còn ok. Còn bò bò luôn nè ha. Đó. Nó bị gãy chân. 18V ha. Xe khóa công tắc thì nó bị gãy chân thì mình kẹp vô motor nó chạy thì cái này mọi người giờ xử lý nha. Đó, kẹp chạy nè. Hoặc là mọi người chế chân băng guitar vô đây xài luôn. Chế chân băng guitar xài luôn. Đó. Kẹp giờ mình kẹp motor là chạy nè. Rồi mọi người giờ xử lý coi cái công tắc nha. Công tắc hay cái mạch này. Đó. Hoặc là kẹp nè, kẹp vô chạy ha, 18V nè, bóp nữa ha. Đó, bỏ bò nè. Bóp công tắc vẫn chạy nha. Đó là cái mạch này nó có vấn đề nè, bỏ cái mạch này luôn cũng được. Đây bỏ bò này nha. Hình như chạy đó, trực tiếp luôn nha. Đó. Đó, chạy motor trực tiếp nó chạy nha. Rồi. Mình có tiếp luôn khoảng 700. Còn bò luôn. Rồi. Cái thùng này ít cô mắt anh ra băng ha, cái này của cái bơm xe nó cũng có rồi, với tình nó có cái nhám nè, nhám luôn nè, 916 ha, pin nó còn cầm nha, cái này pin nickel không bao nha, đây, đây ha, đó, mình mở ra cho người xem, nó luồn như nhám rồi. Dòng tua nó là 4.000 dòng ha, 9.6. Nó này bị nickel zin cầm nha. Này có hộp dây nhám theo luôn. Rồi này là 700 nha, hộp là 700. Rồi có cân. Cân 50 kg.
nhỏ nhất là 50g ha. Đây mình sẽ cân để cắt cái này cho mọi người xem. Cái mỡ mỡ bò nặng nhiêu nè. Nó. À nó bị không có móc được nha mọi người. Phải móc bên đây. Bonso nữa ha, 3301 nhỏ nhất 50g, nặng nhất 50kg. Này xài pin 9A ha. Rồi, cái này bán 600 nha. Rồi che lên ha. Rồi.